Mến chào quý cô chú anh chị em ha. Hôm nay Pháp Thái tiếp tục quay trở lại nha, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nha. Trên nhà vườn của Song Phụng có một lô bông trang đang phun bông và một số hoa kiện khác ha, muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nha. Rồi, chào Phụng. Dạ, chào Pháp Thái, chào tất cả cô chú và anh chị đang xem clip ạ. Hôm nay bên nhà vườn em có về một số hoa trang, hoa giấy, muốn giao lưu với quý cô chú anh chị mình qua số điện thoại là 0779420059, cũng là số Zalo của em luôn ạ. Em cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem và ủng hộ em cái clip vừa rồi ha. Giờ em lên cái số 1 là một bộ bàn thái đỏ cô chú anh chị. Gồm 3 chậu anh chị em. Dạ, một cái bàn, hai cái ghế nha. Chiều cao là 60. Bán ngang cây này là 70. Đây là cái bàn ha. Dạ, thân thì lắc lượng nha cô chú anh chị. Một cốt. Dạ, một cốt. Và em đo được ngay vị trí này là 11. Thân đường thân lắc cô chú thấy thì đường thân nó co lắc này, ha. Đây là cái bàn ha. Đây, đang phun hoa luôn. Rồi, đây rồi. Cái ghế. Đây, cái ghế, hai ghế thì rất là đồng anh chị. Dạ, hai ghế này rất là đồng với nhau. Cái ghế này cao cho mình là 65 ha. Nồi cái hoành đi. Nó vẫn là một cốt hết. Dạ, vẫn là một cốt. Hoành là hoành chính hay cô chú anh chị. Này có cây mai con luôn ha. Dạ. Khuyến mãi cây mai con luôn. Bên đây. Cái ghế này thì cao 70 ha. Cũng là hàng một cốt luôn ha cô chú anh chị. Hoành là hoành chính luôn ha. Đang phun hoa cho mình này ha. Này thì bên em đã lợp thành cái ghế cho mình dày tàn hết rồi ha, mịn tàn hết rồi ha cô chú anh chị. Đây. Cái bàn với cái ghế. Dạ, em cũng báo giá bộ này em một bộ bàn ghế này thì em cũng xin báo giá là 1,5 triệu. Em bao phí ship cho cô chú anh chị gồm 3 chậu ha. Một cái bàn, hai cái ghế. Số 1, tiếp tục mã số 2. Một cây đỏ nhung quý anh chị em. Là một cây đỏ nhung đang phun hoa cho mình luôn cô chú. Xóa cái phong tàn nó tròn. Cây cực kỳ đẹp ha. Cây cao cho mình là 92. Tán ngang cây này là 90. Hốc thân cây này được 37 nha. Hoành em đo được vị trí này là 11 ha, xuống đây chắc được 12. Dạ, mã số 2 này thì em cũng xin giao lưu là 250k. Hàng đang, hàng bao phí ship về cô chú anh chị mình ha, đang full búp luôn ạ. Cây này về nở ra rất là đẹp nha. Số 3. Lô này một cốt anh chị. Dạ, vẫn là đỏ nhung, lá nhựa luôn ha cô chú anh chị. Cây này thì chân dài, thấp thân cao. Chiều cao cho mình là 1m07. Tán ngang cây này là 80. Hốc thân cây này được 73. Và em đo được vị trí này là mình 10 ha. Dạ, mã số 3 này thì em cũng xin giao lưu là 200k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cây đang full búp ha. Số 4. Vẫn là đỏ nhung luôn ha cô chú anh chị. Số 3, số 4 này mình được một cặp ha, hốc thân cao. Cây cao cho mình là 1m05. Tán ngang cây này là 75. Hốc thân cây này được 74. Và em đo được vị trí này là 12. Dạ, mã số 4 này em cũng xin giao lưu là 200k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Số 5 tiếp tục là đỏ nhung luôn cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 96. Tán ngang là 90. Hốc thân cây này là 30. Và em đo được vị trí này cũng 12 luôn ha. Dạ, mã số 5 này cũng xin giao lưu là 200k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ạ. Cứng búp chân quý anh chị. Số 6 là một cây mỹ vàng cô chú anh chị, mỹ vàng chanh nha. Phun đen nha. Phun cho mình luôn ạ. Cây một. Này hai cốt dính liền của anh chị em. Dạ. Cây cao cho mình là 1m1 ạ. Tán ngang là 94. Cây này nhờ một cốt nhưng mà lên hai thân, tại trồng một cốt nhưng mà để lâu quá không tỉa cô chú anh chị nên nó giờ nó lên hai thân luôn rồi. Dạ, hoành
tổng của anh em đo được là 25 ha. Để em đo thử một cái thân bên đây cho cô chú anh chị mình dễ hình dung. Tổng hoành thân bên đây em đo được là 15 cô chú anh chị. Dạ, mã số 6 này Hiền muốn xin giao lưu là 300k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình ha. Cho cô chú anh chị mình xem mông nè. Phồn toàn đất. Dạ, rất là đẹp luôn ha. Số 7 là một cây mỹ cam, hàng thường chậu của chú anh chị. Cũng đang phun hoa cho mình ha. Thì rất là một ha. Cái cao cho mình là 92. Cái ngang là 75. Thoát thân cây này được 37. Gốc này còn sâu chưa khai thác dạ, không anh chị? Dạ, hàng này còn sâu nha cô chú anh chị nữa. Cô chú về, cô chú anh chị mình đôn đế lên giúp em ha. Hoành em đo được vị trí này là 12. Dạ. Mã số 7 này em cũng xin giao lưu là 250k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 8 là một cây ghép nhiều màu. Ghép nhiều màu ạ. À. Ở đây thì mình được vàng hường đọt đỏ. Vàng hường đọt đỏ. Bên đây thì mình có vàng hường đọt xanh nữa nha, nhưng mà chưa lên bông. Đỏ đỏ lá trung. Đỏ lá trung. Và 3. 3. Bên đây mình có mỹ vàng nghệ là 4. Mình có mỹ cam nữa là 5 màu hết cô chú anh chị. Trước tiên thì mình thấy 5 màu, mình báo 5 màu đi. Nhưng mà có thể cây này nó ra 6 màu. Cây cao cho mình là 77. Cái ngang là 70. Cái gốc là đỏ lá trung nha quý anh chị. Dạ, cái gốc là đỏ lá trung ạ. Thoát thân ngang này được 15 cm ạ. Hoành em đo được là hoành 11. Dạ, mã số 8 thì em cũng xin giao lưu là 200k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 9 mình tiếp tục là trang ghép luôn cô chú anh chị. Cây này thì mình được mình có là vàng ta nè cô vàng chú anh ta chị. Là cái phôi. Dạ cái phôi mỹ vàng nghệ nghệ hai hồng tím thơm. Ủa cái này là mỹ tím. Mỹ tím là 3. 3 màu. Mỹ cam là 4 màu. Trước tiên mình thấy 4 màu thì mình báo 4 màu. Đỏ lá mai nữa nè quý anh chị em là 5 màu. Đây mình có cái vàng hường đọt đỏ nữa là 6 màu. 6 màu, cây này mình được 6 màu ha. Cây này cao cho mình là 76. Cái ngang là 65. Thoát thân cây này được 33. Hoành em đo được là hoành 10 nha cô chú anh chị. Cây này cái củ nở to nha quý anh chị em. Dạ, cây này thì mình có củ đế luôn ha. Dạ. Mã số 9 này thì cũng xin giao lưu là 250k. Bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Số 9 này mình 6 màu ha. 6 màu ha. Mã số 10. Cây mỹ tím là một cây mỹ tím cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 90. Cái ngang là 70. Phôm tròn là đang full búp à. Dạ, đang full luôn ạ. Thoát thân ngay này được 30 ạ. Hoành em đo được là 9,5, em tính 9 thôi ạ. Dạ, mã số 10 này em cũng xin giao lưu là 250k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 11 là hai cây vàng hường đọt xanh bông đậm cô chú anh chị. Rồi một cặp. Dạ, một cặp chậu mình được 2 cây ạ. Hàng rất là già. Hàng trồng chậu ạ. Cây cao cho mình là 77. Tán ngang là 76. Cây này thì thoát thân cho mình tầm 10 cm ha. Cây này thì thoát thân hơi cao hơn xíu. Dạ, hoành là hoành 12 ha. Vàng hường đọt xanh bông đậm một cặp. Dạ. 2 cây. Dạ, một cặp mình có 2 cây ha cô chú anh chị. Dạ, mã 11 này thì em cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 12. Đó là một cây thái đỏ của chú anh chị. Phải nói là đang nha. Để em nghiêng xuống cho cô chú anh chị mình coi cái bông ha. Đang phun kẹo luôn đó cô chú anh chị. Như mầm xôi quý anh chị. Dạ. Cây này mà ra bông là không thấy lá nha cô chú anh chị. Cứng cây luôn rồi đó. Chiều cao cây này là 70 ạ. Tán ngang cây này là 90. Hàng này thì gốc còn sâu. Gốc còn sâu hả cô chú anh chị. Hoành em đo được là hoành 14 ha. Dạ, mã 12 này em cũng xin giao lưu là 400k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Nhiều chế banh quý anh chị. Rất là đẹp cô chú anh chị. Cây này về để trước cửa là ra hoa là không thấy lá đó.
hai cây này một cặp quý anh chị em. Dạ. Như nhau luôn. Vẫn tiếp tục là thái đỏ luôn. Cây này cũng đang cứng luôn cho mình chị cô chú anh chị. Quá trời luôn. Cây này mà ra bông là không thấy lá luôn á, nó như cái cây mâm xôi luôn á. Cây cao cho mình là 70. Tán ngang là 85. Hoành cũng còn sâu nha cô chú anh chị. Hai cây này thoát thân động trạng đó. Dạ. Chị. Hoành em đo được là hoành 13. Và mã 13 này em cũng xin giao luôn là 400k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Tàn tròn xe. 14 là một cây hồng phấn lá sắn. Lá sắn cô chú anh chị. Cây rất là to. Cây này thì hừng chậu rồi nha. Mình mới con tàn ha. Dạ mình mới con tàn. Cây này về cô chú mình để cho nó để trong mát đi ha, xong rồi. Ở cây này về mình ra nắng được rồi cô chú anh chị. Cho hàng thường chậu mình thoải mái dạ. Của anh chị em. Dạ thoải mái rồi. Cây này thì hàng lớn hết cô chú anh chị. Dạ cây. Cây cao cho mình là 1m3. Tán ngang cây này là 1m25. Tôi cũng đang bắn rồi anh chị. Dạ. Này về mình nuôi lên chờ hoa lên chơi. Hót thân cây này được 18cm ha. Hoành khủng ha. Dạ hoành này khủng cô chú anh chị. Hoành này em đo được là hoành 19 cô chú anh chị. Cây này mà đợi về cô chú anh chị mình nuôi mà ra hoa nữa ha thì rất là đẹp luôn ạ. Dạ 14 này thì em cũng xin giao luôn là 600k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Thơm tàn rất là đặc. Dạ. 15 vẫn là một cây hồng phấn lá sắn luôn. 14, 15 này mình được một cặp nha cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 97. Thấy ngang cây này là 1m03. Hót thân cây này cũng được 10cm luôn nha. Hoành này em đo được là hoành 19 luôn cô chú anh chị. Hai cây này hoành đồng trạng dạ, luôn chị. Hai cây này cùng một trạng luôn á. Dạ mã 15 này hiện cũng xin giao luôn là 600k. Hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cây này về cô chú anh chị mình nuôi ra bông nữa là chơi được rồi ạ. Số 16. 16 tiếp tục là một cây thái đỏ cô chú anh chị. Hàng nuôi chân dài dạ, đúng chị. Hàng này hàng nuôi chân dài cô chú anh chị. Cây này chiều cao được 1m20 à. Tán ngang thì 50. Thoát thân cây này được 64 nha. Cây này củ đế còn sâu hả cô chú anh chị. Hoành em đo được vị trí này là hoành 16 nha. Dạ, mã 16 này em cũng xin giao lưu là 350k. Hẹn em bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Một cốt như cây cơ của anh chị. Dạ, một cốt thẳng cô chú anh chị. Phơm tàn đặc luôn ha. 17 tiếp tục là thái đỏ luôn. Hàng thường chậu của anh chị mình dạ, yên tâm. Cây này rồi. Hàng thường chậu nha cô chú anh chị. Cây rất là khỏe. Cây cao cho mình là 1m06. Tán ngang cây này thì cũng là 45. Hót thân cây này được 54 nha. Hoành em đo được là hoành 13 gửi em tính 13 thôi nha. Và 17 này em cũng xin giao luôn là 350k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 18 tiếp tục là thái đỏ luôn cô chú anh chị. Một cốt thoát thân dạ, cao. Một cốt thoát thân cao. Cây cao cho mình là 1m08. Này là siêu mẫu chân dài của anh chị em. Dạ. Tán ngang cây này là 46. Thoát thân cây này được 65. Gốc to. Dạ gốc to cô chú anh chị. Tại vì hàng vô chậu á nên là cái ấm văn nó hơi một nhiều. Một cốt giót đọt á. Hoành này em đo được là hoành 15 cô chú anh chị. Và mã 18 này em cũng xin giao luôn là 350k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 19 tiếp tục là thái đỏ luôn cô chú anh chị. Này thì mình được có 4 cây thôi ha. Cây cao cho mình là 1m20. Tán ngang cây này được 48. Thoát thân cây này được 72. Cây này thì cốt này, em đo ngay vị trí này đi.
Dạ, hoành ngay vị trí này em đo được là 15 ạ. Dạ, mã 19 thì Hiền cũng xin giao lưu là 350k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị luôn ạ. 20 là một cây hồng phấn siêu bông lá trung, dòng siêu bông của chú anh chị, hàng thường chậu ha. Cái cao cho mình là 67, bán ngang là 60, hốc hăng ngay này được 15 cm ha. Cây thường chậu hoành em đo được là hoành 12 luôn ạ. Và mã 20 này em cũng xin giao lưu là 200k, hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ạ. Phân đèn trọt ha. 21 là một cây vàng hường đọt xanh bông đậm, cây thường chậu ạ. Cây cao cho mình là 1m09, bán ngang cây này là 78, hốc hăng cây này được 53. Cây này có củ đế dưới đó, cô chú anh chị. Dạ, dọn đế lại luôn chị. Dạ, thì mình dọn đế lại ha. Hoành em đo được vị trí này là 13 ha. Dạ, 21 này cũng xin giao luôn là 250k, hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 22 là một cây hồng phấn lá sắn của chú anh chị. Cây này thì thần chậu rồi, về cô chú anh chị mình trồng hoa lên rồi chơi thôi nha. Cây cao cho mình là 68, tán ngang là 54. Này sắp sửa lên hoa anh chị. Dạ. Hoành em đo được là hoành 18 ha. Dạ, 22 này em cũng xin giao luôn là 250k, hẹn em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 23 là một cây mỹ hồng của chú anh chị, cũng là hàng thuần luôn ha. Cây cao cho mình là 99, tán ngang là 88, hốc hăng ngay này được 19 cm ha. Hoành em đo được là hoành 13. Dạ, 23 này thì muốn xin giao luôn là 250k, hẹn em bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 24 là một cây thái đỏ tàn thông quý anh chị em. Dạ, này là tàn thông của chú anh chị. Cây cao cho mình là 1m15, tán ngang là 72, hoành này cũng còn sâu dưới hết cô chú anh chị. Hoành em đo được ngay vị trí này là 13 ha. Dạ, 24 này cũng xin giao lưu là 300k, hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 25 là một cây tím sen, hàng thường chậu hả cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 62, tán ngang là 50, hoành em đo được vị trí này là 11 ha. Dạ, 25 này hiện cũng xin giao lưu là 200k, hàng em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 26 tiếp tục là thái đỏ đèn tròn vun hoa nha cô chú anh chị, full búp rồi. Cây này nó giống như một cái chậu cúc mâm xôi của anh chị em. Cái này mà về để cho nó bung bông ra là cô chú anh chị mình không thấy lá, thấy hoa thôi. Cây cao cho mình là 70, tán ngang là 78, vàng bạc tròn mình quý anh chị em. Hoành em đo được vị trí này là 13 cô chú anh chị. Dạ, 26 này thì cũng xin giao lưu là 400k, hàng những bao phí ship thì thật nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 27 vẫn tiếp tục là thái đỏ của chú anh chị, hiền thần ha. Đóng búp cứng cây à. Chú thấy búp nè, rất là đẹp luôn. Cây này mà ra hoa là nhìn là mê lắm của chú anh chị. Lá xanh đen luôn. Cây cao cho mình là 66, tán ngang là 82. Này một cốt thấp. Một thấp. Cốt thấp hơn thấp của chú anh chị. Dạ. Hoành em đo được ngay vị trí này là 16 của chú anh chị. Dạ, 27 này thì cũng xin giao lưu là 400k, hàng em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị ha. 28 tiếp quay tục trở lại là đỏ nhung, lá nhựa anh chị em, lá nhựa lá bóng ha. Dạ, đang full búp của chú anh chị. Cái cao cho mình là 92, tán ngang là 83, hốc hăng ngay này được 33. Hoành em đo được vị trí này là 13 ha. Dạ, mã 28 này thì muốn xin giao lưu là 200k, hàng em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ạ. Một cái màu đỏ nhung nó rất là đẹp cô chú anh chị.
Đỏ may mắn à? Dạ. 29. Tiếp tục là đỏ nhung luôn ạ. Cây cao cho mình là 87. Cái ngang là 85. Khó khăn cây này được 26 nha. Quỳnh em đo được là quỳnh 12 ạ. Dạ, mã 29 này Hiền cũng xin giao luôn là 200k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Màu nó rất là ngọt luôn cô chú anh chị. 30. Vẫn tiếp tục là đỏ nhung ạ. Cây cao cho mình là 95. Cái ngang là 78. Khó khăn ngay này được 33. Quần em đo được được quần 13. Dạ 30 này Hiền cũng xin giao luôn là 200k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Bơm đèn tròn như cô chú anh chị. 31. Vẫn tiếp tục là đỏ nhung luôn. Bơm đèn rất là đẹp cô chú anh chị. Cây này về mà ra hoa ha. Nhìn nó cái màu nó đẹp lắm ạ. Cây cao cho mình là 96. Tán ngang là 80. Khó khăn cây này được 38. Quần em đo được là quần 12 à. Dạ 31 thì Hiền cũng xin giao luôn là 200k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 32. 32. Vẫn là đỏ nhung lá nhựa. Vẫn là đỏ nhung lá nhựa luôn ạ. Cứng búp luôn. Cây cao cho mình là 91. Tán ngang là 86. Khó khăn ngay này được 26 ạ. Quần em đo được vị trí này là 12 luôn ạ. Dạ, 32 này em cũng xin giao luôn là 200k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 33. Vẫn tiếp tục là đỏ nhung luôn cô chú anh chị. Cây cao cho mình 85. Tán ngang 70. Khó khăn ngay này được 39. Quần em đo được là quần 12 ạ. Dạ 33 này em cũng xin giao luôn là 200k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 34 là một cây vàng nghệ lá thái của anh chị em. Dạ 34 là một cây vàng nghệ lá thái. Dòng này hoa rất đẹp à. Dạ. Cây cao cho mình là 45. Tán ngang là 39. Khó khăn ngay này được 5cm hả cô chú anh chị. Cây rất là già, cây nứt da luôn rồi. Quành là quành 15 ạ. Dạ. Mã 34 này cũng xin giao luôn là 200k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 35. Tiếp tục là vàng nghệ lá thái luôn. 34, 35 này mình được gặp hả cô chú anh chị. Cây này thì đang vô búp cho mình rồi nè cô chú anh chị. Đây. Cây này nở hoa rất là đẹp. Một màu vàng rất là sáng luôn nha. Cây cao cho mình là 84. Tán ngang là 45. Quần em đo được là quần 14 luôn ạ. Dạ. Mã 35 này em cũng xin giao luôn là 200k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn nha. 36 là một cây thái đỏ. Này vậy anh chị mình ép chậu để dạ, bàn à. Dạ ép chậu để bàn. Để ban công cũng rất là đẹp luôn. Cây cao cho mình 28. Tán ngang là 20. Quần em đo được là quần 11 rưỡi, em tính 11 ha. 36 này em cũng xin giao luôn là 200k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị luôn ạ. 37. Vẫn tiếp tục là thái đỏ luôn. Cây cao cho mình là 25. Tán ngang 23. Quần đo được là quần 11 ạ. Dạ, 37 này cũng xin giao luôn là 200k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị luôn ha. 36, 37 mình được một cặp ạ. 38 là một cây thái vàng. Cây cao cho mình là 36. Tán ngang là 21. Quần em đo được là quần 13. Dạ 38 này cũng xin giao luôn là 200k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị ha. Đang phun hoa cho cô chú anh chị mình luôn. 39 là một cây thái đỏ cô chú anh chị. Cũng đang hoa luôn ha. Cây cao cho mình là 43. Tán ngang là 42. Quần em đo được vị trí này là 11. Dạ. Mã 39 thì em cũng xin giao luôn là 150k. Hẹn em bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn nha. 40 là phôi thái đỏ. Dạ.
Cây này đang xì mầm cho mình rồi cô chú anh chị. Giống như con cóc à. Dạ. Cây cao cho mình là 34. Và em đo được vị trí này là 18 nha. Nguyên cái củ này em đo được là 60 ạ. À. Nồi để đặt luôn chị. Dạ, cái nồi để đặt luôn. Cây nó lên da cóc luôn cô chú anh chị. Và 40 này em cũng xin giao luôn là 400k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn nha. 41. Tiếp tục là phơi thái đỏ luôn ạ. Cây đang bật mầm mạnh cho mình này ha. Cây cao cho mình là 36. Quành em đo được vị trí này là 21 ạ. À. Dạ. 41 thì em cũng xin giao luôn là 400k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 42 là một cây giấy ta ghép 5 màu nha cô chú anh chị. Cây này thì trước tiên em thấy là màu đỏ nè, màu hồng, màu vàng là 3 màu, màu cam, đây màu trắng nữa, màu trắng với hồng là 4, 5 màu. Cây cao cho mình là 63, tán ngang là 44. Hoành em đo được là hoành 18 ạ. À. Dạ, mã 42 này em cũng xin nhau luôn là 250k. Hàng em bao phí ship sẽ tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn nha. Nó đang full bông. Dạ. 43. Vẫn tiếp tục là giấy tai ghép. Cái này mình cũng được rồi. Màu cam, màu vàng, màu hồng, màu đỏ, màu trắng phớt hồng. 5 màu. 5 màu anh chị em. 5 màu luôn cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 65. Tán ngang là 39 ạ. Phôi lực ha. Dạ, này là giấy ta nha cô chú anh chị. Hoành là hoành 18 ạ. Dạ, mã 43 này cũng xin giao luôn là 250k. Hàng em bao phí ship về tặng nhà này, cho cô chú tính anh chị ra, nếu như tính ra được 6 màu. Đây một cái màu sắc pháo giấy ta nữa nè cô anh chị em. Dạ. 5 màu của Thái ha. Dạ, với lại một màu sắc pháo ha. 44 là một cây giấy tính, Mỹ ghép tím tiết cô chú anh chị. Siêu bông. Cây cao cho mình là 75. Tán ngang là 50. Tàn đẹp, đế thì già. Dạ. Cây này về làm bonsai cực kỳ ha. Hoành em đo được là hoành 17 ạ. Dạ, trắng luôn anh chị em. Dạ. Gốc quái à. Dạ, gốc này rất là đẹp ha. Dạ, 44 này á, em cũng xin giao luôn là 280k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. 45. Vẫn tiếp tục là giấy Mỹ ghép tím tiết luôn cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 87. Tán ngang là 60. Hoành em đo được là hoành 14. Cây này củ đế cũng quái ha. Cây này củ không sâu của chú anh chị. Dạ, 45 này em cũng xin nhau luôn là 280k. Hẹn em bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. À. Cũng là cây cuối cùng của clip em ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ ạ. À. Rồi, hẹn gặp lại anh chị vào clip tiếp theo ở nhà vườn sau cũng ha.